Đám người của Trùng Thiên biết đích xác kẻ hại Bạch Quy Sinh là Bạch Trưởng Khanh, nên tới Chiêu Vân Hội hỏi tội hắn. Chẳng ngờ họ Bạch mời được cả Nhị Tiên tới bảo vệ, khiến Trùng Thiên suýt nữa phải bỏ mạng. Sau khi thoát khỏi đó, chàng lại nhận được tin vô cùng sốc. Triệu Tất bang chủ cái bang là kẻ giả mạo. Trùng Thiên và Tiểu Tiên lập tức tới đó, lật tẩy được âm mưu của Giang Phủ Quân, bang chủ Giao Bang. Mọi chuyện diễn ra tiếp theo như thế nào, mời các bạn đón xem tập 79 cực kỳ hấp dẫn, mang tựa đề Thương Người Người Không Thương. Một đao ấy của Trùng Thiên tuy không phải Tiểu Trùng Bi chém xuống, nhưng oai lực cũng phá núi lấp bể, thế tựa ngàn cân. Giang Phủ Quân đang ngồi trên ghế, hắc xà cuộn quanh người, theo lòng bàn tay hướng lên phía trên. Đao khí như một mảng cầu chụp đến, bị 5-7 con mãnh xà cản lại. Cả hai đấu kình, không gian xung quanh ngưng động. Đám người trên sàn đài cự không nổi, bị hất văng ra. Chiếc ghế che lắc lư rung rinh, cả khối bàn trước mặt cũng động đậy không ngớt. Trong một nháy mắt, nghe bùm một cái, đồ đạc bị vỡ vụn hết cả. Sàn đài sập một góc lớn, nhiều tấm gỗ bắn lên trời. Giang Phạn hai người cùng bật ngửa về phía sau. Trùng Thiên chống mũi đao vào khoảng không, chân đạp mảnh gỗ lạc, điểm mình xử tiếp một đao tới địch thủ. Giang Phủ Quân lúc này cách chàng ngót hai trượng. Lão vươn tay chộp lấy một đệ tử cái bang, vỗ vào lưng gã rồi ném về phía chàng. Tên đệ tử xấu số bay vút lên, tới gần Trùng Thiên thì miệng phun ra một ngụm máu lớn. Chàng thấy một mùi hôi tanh đen ngòm sộc đến, biết là huyết độc, liền khua ngọn đao thành hình tròn, tạo kình phong đẩy huyết độc ngược lại phía sau. Giang Phủ Quân cười đắc ý, tặng cho ngươi tiếp nè. Lão lại chộp lấy một tên đệ tử khác rồi quăng như trước. Trùng Thiên thận trọng, không dám dùng kình đẩy, đang ở trên không vội lùi mấy bước. Chẳng ngờ tên đệ tử kia lướt qua nhưng không động tĩnh, chỉ rơi bịch xuống đất. Trùng Thiên biết mình bị lừa, nhưng chẳng còn cách nào khác, đành để Giang Phủ Quân tẩu thoát. Cái bang hiện giờ hỗn loạn, ai nấy bàng hoàng không ngờ vị bang chủ mà bang chúng hàng ngày nghe lệnh lại là đại ma đầu, địch thủ của bổn bang. Ở một góc nhỏ, bốn vị trưởng lão nói chuyện với nhau. Bằng trưởng lão tách ra, đứng lên trên sàn đài. Ông ta cất tiếng thật to, giọng khan khan: hỡi các đệ tử cái bang, sự việc hôm nay là chuyện không ai mong muốn. Tuy nhiên, cái bang một ngày không thể không chủ, thề theo nguyện vọng của bốn lão già chúng tôi, nay mạn phép bỏ qua cuộc tỉ thí đoạt bang vị, mà chỉ định luôn một người đức độ, anh hùng hiệp nghĩa, võ nghệ xuất chúng lên lãnh đạo. Lão dừng lại một lát, như muốn nghe ngóng thái độ bang chúng, thấy không ai ý kiến gì rồi nói tiếp. Người mà lão phu muốn nhắc đến chính là bản anh hùng Vạn Trùng Thiên, các huynh đệ thấy như thế nào? Đám đệ tử cái bang nghe đến câu ấy, phần lớn đều hoan hô không ngớt. Thế nhưng chợt có một kẻ xen vào, hắn nói: Vạn Trùng Thiên hiện giờ là nghi phạm giết người, cưỡng dâu, cả thiên hạ đều đang truy đuổi, làm sao có thể là bang chủ? Làm như thế, há chẳng phải muốn cái bang đối địch với các đại môn phái khác? Tiếng nói ấy vừa cất lên, đám đông đang im phăng phắc chợt xì xào bàn tán. Lúc này, Triệu Tất bắt đầu tiến tới bên cạnh bằng trưởng lão, y lên tiếng: xin các huynh đệ hãy bình tĩnh, ta đây có điều muốn nói. Cái bang gặp chuyện không may, ai nấy đều muộn phiền, nay mọi sự đã sáng tỏ, ấy là điều tốt. Thường bang chủ trước lúc mất có di ngôn rằng hãy mời cho được bạn anh hùng ngồi lên chức vị đứng đầu bổn bang, có như thế ngài ấy mới an lòng, nhắm mắt xuôi tay. Ta nghĩ khi xưa cái bang chịu ơn của bạn anh hùng, chính hôm nay nếu không có ngài ấy, bổn bang ta sẽ tiếp tục phải quy phục kẻ gian tà, đệ nhất bang ắt sớm bị hủy hoại. Đại trượng phu sống trên đời, chẳng lẽ lại nhát uy sợ tử? Cho dù cả thiên hạ có quay lưng với bạn anh hùng, ta Triệu Tất thề sẽ kề vai sát cánh cùng ngài ấy,
chết cũng không từ. Triệu Tất nói câu ấy, ngữ giọng thấm đẫm chí khí hào hùng, khiến bang chúng phấn chấn. Một số hô vang lên: sống chết vì bạn anh hùng, sống chết vì bạn anh hùng. Họ Triệu một tay đưa gậy trúc nói: tín vật này có thể làm chứng cho Triệu Mỗ. Bao nhiêu ánh nhìn cùng thầm nghĩ: đà cầu bổng, đúng là đà cầu bổng rồi, thế này thì làm sao sai được nữa. Triệu Tất mời Trùng Thiên lên đài, làm chàng khá bối rối. Trước mặt mấy trăm đệ tử của cái bang, Triệu Tất tay cầm bổng và hai cuốn sách nói: đây là những tín vật truyền đời của bổn bang, mong anh hùng cố gắng phát huy, làm cho cái bang ngày càng lớn mạnh. Trùng Thiên nhận gậy và sách, giơ lên một cách tôn kính: tại hạ hiểu mọi người kỳ vọng ở ta nhiều đến thế nào, ta cũng không từ chối nữa. Tuy nhiên bản thân nhận sự ủy thác của một người, đợi sau khi hoàn thành, Trùng Thiên sẽ đích thân quay lại cái bang, chính thức lĩnh ấn nhận nhiệm. Những vật báu này tại hạ xin tạm giao lại cho Triệu Huỳnh cất giữ. Chàng bắt đầu chắp tay lại phía mọi người, tỏ lòng cảm tạ. Chàng nói tiếp: mọi việc trong bang rất mong bốn vị sắp xếp, có chuyện gì hệ trọng hãy báo với ta. Bang trưởng lão nói: thuộc hạ tuân lệnh. Cái bang hôm ấy bày tiệc mừng tân bang chủ, Trùng Thiên lòng vui vẻ nên uống rất nhiệt tình. Tiệc tàn, chàng xin phép cáo từ. Trên đường về, chàng vừa đi vừa nghêu ngao đủ thứ mọi chuyện trên đời. Tiểu Tiên thấy vậy liền hỏi: thiên ca này vui lắm ư? Trùng Thiên đáp: vui chứ, ngồi đàm đạo với huynh đệ cái bang, ta thấy thật thống khoái. Tiểu Tiên lại nói: chứ không phải chàng chuẩn bị trở thành tân bang chủ? Trùng Thiên đã ngà ngà say nên giọng hơi xuồng xã: không phải, ta đâu cần cái ngôi vị ấy. Hôm nay phải cảm ơn nàng, nếu không có kế của nàng, ta thực không biết từ chối như thế nào. Tiểu Tiên nói: làm chức bang chủ cũng tốt chứ sao, thiếp đang muốn trở thành bang chủ phu nhân đây này. Trùng Thiên ngước mắt nhìn: thật vậy ư? Nàng đùa ta phải không? Họ bạn này tuổi đời còn trẻ, nhưng trải qua vài biến cố cũng nhận ra được cái cốt yếu của đời người. Tiểu Tiên nói: thiên ca thử kể thiếp nghe xem nào. Hai người đi trong đêm tối, trăng sáng, gió nhẹ, bên đường khung cảnh thơ mộng, hơi men bốc lên khiến chàng thức là sảng khoái. Chàng chậm rãi nói: đời người chẳng ngắn chẳng dài, có ba thứ quan trọng nhất, nếu có được rồi thì những thứ khác chẳng còn ham muốn nữa. Thứ nhất chính là có một người yêu mình, hiểu mình, và đồng cam cộng khổ cùng mình. Thứ hai là có đủ sức mạnh để bảo vệ người mình yêu. Điều thứ ba chính là sự tự do tự tại. Ba thứ ta đều có cả, vậy thì ta chính là người hạnh phúc. Tiểu Tiên nghe xong, nhìn ánh mắt hoan hỉ của Trùng Thiên thì vui ít mà chạnh lòng nhiều. Nàng liền đánh lảng sang chuyện khác. Nàng lại hỏi: thiên ca, sáng nay khi Giang Cổ Quân bắt Triệu Tất uy hiếp chàng, chàng trả lời lão có thực lòng không? Chàng định mặc kệ hay chỉ là nói vờ làm lão hoang mang, không làm hại con tin? Trùng Thiên khẳng khái đáp: ta nói thật đấy, hồi trước ta nợ Triệu Tất một mạng, ta đã trả rồi. Nếu giờ Giang Phủ Quân muốn ta chết, chẳng lẽ ta phải chết nữa sao? Ta muốn sống vì ta còn có nàng. Hai người trở về nơi ẩn náu. Ngày hôm sau, một cuộc hội họp đã diễn ra. Lúc này nhân sĩ của Cử Thiên Hội đã có mặt đông đủ, hiện giờ còn lại tổng cộng 22 người. Theo kế sách của Phạm Sổ, lấy luôn nơi đây tức Trấn Thảo Bối làm tổng đà của hội, công khai trước toàn thể anh hùng thiên hạ, mặt khác cử hội nhân đi khắp nơi ao tin Kinh Vương Lộ lừa nhân sĩ, ở giết Trùng Thiên giả, ép Trùng Thiên thật đoạt được lục đại bí kíp thượng thừa, còn là kẻ đứng sau gia hại Bạch Quý Sinh. Chỉ trong hơn một tuần,
số hào sĩ nhòm ngó Kinh Phong Trang ngày một gia tăng. Cứ đêm xuống, nhiều kẻ lạ mặt lấp ló thò thụt, cốt để dò nhất cử nhất động trong trang. Bọn chúng không dám manh động, bởi chưa ngu đến nỗi đi tìm cái chết. Tuy nhiên càng nhiều người thèm muốn bí áp, tức là càng có nhiều kẻ địch. Canh tối canh sáng, về sau càng khó đối phó. Đoàn tổng quản hớt hải tới gặp Kinh Phường Lộ. Bẩm công tử gia, bạn trùng thiên chơi quả đau quá. Hiện giờ giang hồ nhăm nhè hướng về chúng ta, nên làm sao bây giờ? Họ Kinh nhấp một ngụm trà, mặt hơi nhăn. Miệng thiên hạ khó mà bịt được, bịt chỗ này nó lại mọc chỗ khác. Chỉ có mỗi một cách xử lý, đó là mặc kệ, và dùng máu để tưới lên tâm tưởng lũ ngu dốt. Và một hôm, có một người tới tổng đà tìm Trùng Thiên. Y giới thiệu mình là thủ hạ của Vương Soạn, hiệp chủ Vô Song Hiệp. Y tới trước mặt chàng bẩm: thưa vạn đại hiệp, tiểu nhân vâng mệnh đến gặp ngài. Chả là mùng 6 tháng sau, Vô Song Hiệp tổ chức đại thọ lục tuần cho Vương Hiệp chủ. Hy vọng ngài bớt chút thời gian vàng ngọc, tới tệ xá một chuyến. Sau khi gã cáo từ, chàng nói với tiểu tiên: Vương lão gia là một người chính nghĩa, không ngờ ông ấy vẫn còn nhớ đến ta. Nàng đi cùng ta chứ? Tiểu tiên cười bảo: dĩ nhiên là phải đi rồi, thiếp vẫn chưa quên được phong thái của Vương lão. Ai đời bảo Phật tiên thiên công trấn ra, mà lão cũng bằng lòng tặng thiếp. Thế là cả hai cùng nhau lên đường, thẳng tới đất Sóc Châu. Đi hơn 3 ngày trời, lúc này đang chiều tà, trên con đường vắng, bỗng có tiếng vọng lại đâu đây: tứ muội, đạo bằng kim lệnh làm loạn, dẫn địch tới đỉnh Thiên Sơn uy hiếp nhị ca, mong muội hãy quay về khuyên giải, nếu không ta và đại tỷ chỉ có nước diệt trừ y. Trùng Thiên thính tai nhanh mắt nhìn quanh, lạ thay chẳng thấy bóng dáng ai cả, làm chàng hơi bối rối. Lúc trước tại Chiêu Vân hội, Trùng Thiên dùng nội công truyền âm theo gió. Đám người trong sảnh tuy nghe rõ nhưng cũng biết địch ở rất xa. Còn hiện giờ, chàng cảm giác kẻ nói ngay ở bên cạnh, thực là kỳ lạ vô cùng. Chàng nhìn tiểu tiên, nàng nói: đây là công phu truyền âm siêu hồn đại pháp của phái Tiêu Dao. Bản phái đang có chuyện hệ trọng, thiếp phải về gấp. Trùng Thiên vội nói: ta đi cùng nàng được không? Tiểu tiên lắc đầu: không được, đây là chuyện riêng của phái, chàng tới đó e không tiện. Trùng Thiên hơi buồn, nhưng biết phái Tiêu Dao thực là bí hiểm, môn quy nghiêm ngặt, cũng chẳng muốn làm tiểu tiên khó xử, liền bảo: nàng đi đường cẩn thận, xong việc phải quay lại trấn Thảo Bối nhé. Tiểu tiên gật đầu, vội vàng rẽ sang một hướng khác. Trùng Thiên nhìn bóng nàng khuất hẳn, rồi mới cưỡi ngựa đi tiếp. Đường tới Vô Song Hiệp còn mấy ngày nữa, ước tính đến sớm nên chàng cứ thong thả. Một hôm chàng vô tình gặp một cảnh bất ngờ. Một hán tử ăn mặc sang trọng đang cứu một người đàn bà và một đứa trẻ con khỏi toán cướp. Hán tử nói: lũ súc sinh các ngươi, thấy bổn công tử, sao không buông khí giới xuống tạ tội? Một tên cướp cười khẩy: tên mặt hoa da phấn kia, ngươi là cái thá gì mà dọa chúng ta? Ngươi là Kinh Phương Lộ hay là Vạn Trùng Thiên? Hán tử hơi bực mình nói: bổn công tử nói ra, e rằng các người sợ mất mật. Ta chính là Định Thanh Lai. Lũ cướp càng cười to hơn: Định Thanh Lai là ai? Huynh đệ, ngươi có nghe thấy bao giờ chưa? Chưa, ta chưa nghe thấy. Khốn kiếp, hôm nay ta sẽ cho các ngươi chết không nhắm mắt. Hán tử đích thực là Định Thanh Lai. Gã tung mình đánh thẳng một trường à một tên. Tên ấy lập tức vung kiếm lên đỡ. Họ Định hai ngón tay vươn ra, kẹp chặt lấy lưỡi kiếm. Lập tức suốt dọc thần kiếm, một luồng hàn khí trắng xóa chạy dọc. Trong chớp mắt, cánh tay tên cướp đông cứng đóng hết thành băng. Định Thanh Lai quát to: cho người chết.
Gã lắc người một cái, trường luôn vào ngực tên cướp. Tên cướp đỡ không nổi, bị bay xa tới hơn một trượng, lưng đập vào vách núi vỡ đầu tàn óc. Các tên còn lại tuy có sợ hãi, nhưng chúng là kẻ tình nghĩa, thấy đồng bọn chết thảm, liều mình xông lên trả thù. Định Thành Lai trưởng như búa bổ, chớp mắt tám tên đã giết được năm. Ba đứa sống sót hồn vía lên mây, cong đít chạy trốn. Họ Định không buông tha, cố gắng đuổi giết. Chẳng ngờ đang lúc truy sát thì gã hự lên một tiếng, bụng đã bị một tên cướp đâm trúng. Biến cô ấy thật là đột ngột. Ba tên kia chuyển bại thành thắng, trong lòng vừa mừng vừa sợ, vội quay lại quát: "Thằng khốn kia, đáng đời mày lắm." Hắn vung kiếm lên định đoạt mạng gã thì Trùng Thiên trong nháy mắt tiến đến gần, chậm rãi nói: "Tha được người thì hãy tha đi." Ba tên ấy thấy chàng như từ dưới đất chui lên, cứ ngỡ là thần là quỷ, chợt cảm thấy lo lắng, biết chàng là cao thủ. Một tên giọng cung kính: "Nếu thiếu hiệp đã ngỏ lời, ta cũng không muốn làm khó gã." Nói đoạn chúng lật đật ác xác năm tên cướp lên ngựa rồi rời đi. Định Thành Lai nhìn thấy chàng, gã lắp bắp mắt nháy không chớp: "Ngươi thực là Vạn Trùng Thiên. Mấy ngày hôm nay bổn công tử nghe giang hồ đồn người vẫn còn sống, quả không sai." Họ Định thở hắt: "Ta ra cơ sự này, người muốn giết thì tùy ý." Trùng Thiên thoáng cười: "Ta rất ghét ngươi, thú thực còn muốn tặng cho ngươi mấy đao, nhưng hôm nay ta vui nên tha cho ngươi một mạng." Chàng quay người đi, nhìn hai mẹ con đáng thương bảo: "Ổn rồi đại tẩu, hai người mau rời khỏi đây. Từ nay về sau chọn đường lớn mà đi, nơi đây vắng vẻ, cố nhiên là nhiều cướp." Hai mẹ con cảm ơn Trùng Thiên, quay qua lại tạ Định Thành Lai, nhưng y lạnh lùng không nói gì. Đợi họ đi xong, chàng cũng lên ngựa. Đang định đi, bỗng có tiếng bịch rất lớn dưới đất, thì ra họ Định leo lên ngựa không cẩn thận bị ngã. Trùng Thiên nòm thấy, tưởng vết thương ở bụng khiến gã như thế, liền vội lại gần. Chàng lần này đoán lầm, vết thương ấy không có gì đáng ngại, chỉ là khuôn mặt của gã đỏ rực, trên đỉnh đầu khí trắng bốc lên lửng lửng. Chàng biết họ Định không ổn, xốc dậy truyền chân khí trị thương cho gã. 10 phút sau, gã đã hồi tỉnh. Gã nói cộc lốc: "Đà tạ." Trùng Thiên nói: "Người luyện áo huyết thần công mà thành ra như vậy ư?" Định Thành Lai im lặng. Vốn dĩ áo huyết thần công là công phu tuyệt cao người thường không thể luyện được. Năm xưa động chúa đất Mi Sơn, sở dĩ đại thành là nhờ có cơ duyên gặp được băng tầm ngàn năm, kết hợp với kiến tam muội chi phương, hỏa hàn đắp đổi, không bị tiêu trừ mà bổ trợ nhau. Kỳ tích ấy ngàn đời về sau cũng không ai có được. Đừng nói hai báu vật kia vô cùng hiếm, mà cho dù hiện thời có cả băng tầm và kiến phương, luyện phá huyết cũng chẳng bao giờ đạt tới cảnh giới như của Định Động Chúa. Huyết hàn và huyết hỏa vốn tương khắc, hai thứ ấy cứ đụng là đánh nhau, tiêu trừ nhau. Vì thế người luyện môn này phải khống chế chúng ở hai nơi, không cho chạm mặt. Thêm nữa huyết hàn mạnh yếu thế nào thì huyết hỏa cũng phải thịnh suy như thế, để tạo sự cân bằng. Hồi nãy sở dĩ Định Thành Lai bị ba tên cướp đâm bị thương là do gã phẫn nộ dùng quá nhiều huyết hàn tấn công. Lúc này cơ thể hỏa phượng hàn suy, nếu không nhờ Trùng Thiên phong tả kinh mạch kiềm chế huyết hỏa thì Định Thành Lai ắt sẽ bị thiêu đốt đến chết. Trùng Thiên lặng lẽ lên ngựa. Chàng đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng gọi của gã: "Vạn Trùng Thiên, hai ta có thể ngồi uống với nhau vài chén được không?" Chàng tưởng mình nghe lầm, quay qua nhìn gã, thấy khuôn mặt đầy vẻ chân thành, tự nhiên là lạ, nảy sinh hứng thú, cũng chưa vội gì liền đồng ý ngay. Định Thành Lai chạy đi mua vội 2 vỏ rượu lớn và 1 con gà nướng, gặp chàng ở bên kia sườn núi bên đường. Lúc này trời đã tối,
sương lạnh bắt đầu xuống. Hai người cứ thế mặc sức uống. Hơi rượu bốc lên thực sảng khoái. Vò rượu phơi phân nửa. Định Thành Lai trầm ngâm nói: "Hôm nay là ngày giỗ của mẹ ta." Trùng Thiên thấy gã ủ rũ, tự dưng sinh lòng thương cảm. Gã hỏi: "Người còn mẹ chứ?" Chàng nhìn lên trời thở dài: "Mẹ ta bệnh mất khi ta còn nhỏ." Gã đồng cảm: "Ngươi giống hệt ta, nhưng mẹ ta không mất vì bệnh, mà bị người khác giết." Họ Định nói đến đây, giọng như phát khóc. Cơ hồ chuyện này đối với gã phải bị thường lắm. Gã kể tiếp: "Trong một lần hai mẹ con ta về bên ngoại, thì bị kẻ cướp phục kích chặn đường. Bà ấy vì cứu ta mà hy sinh thân mình, để ta được sống." Nói đến đây gã chợt òa khóc, khóc như một đứa trẻ. Trùng Thiên nhìn thấy cảnh này, xúc động chẳng kém. Không phải vì chàng nhớ mẹ, mà do chàng thầm nghĩ: cuộc đời này đúng là ai cũng có những điểm yếu, những nỗi sợ hãi và những vết thương lòng. Chẳng qua chỉ là cố gắng để tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Chàng tự hỏi: Định thiếu chủ đây sao? Một kẻ cao ngạo, coi trời bằng vung, giết người như ngoé, cưỡng bức gái nhà lành, chẳng việc xấu gì không làm, giờ lại trở nên như thế. Gã có phải là kẻ yếu đuối? Không, Trùng Thiên không cho là vậy. Mà kể cả yếu đuối một chút thì cũng có làm sao. Đời này ai chẳng có lúc yếu lòng. Nam nhi mặc định là không thể khóc. Khóc chẳng phải là điều xấu hổ, mà đơn giản là những bức bối trong lòng cần được giải tỏa. Chàng cũng đã từng như vậy, nhưng là bậc trượng phu, chiến ý bao trùm trời đất, chỉ nên khóc vì những người đáng để khóc. Chàng xách vò rượu lên an ủi: "Uống đi, trên đời còn nhiều thứ đau đớn lắm." Định Thành Lai ngưng lệ, cũng nâng vò rượu lên, cụng một cái rồi ghé miệng tu ừng ực: "Người biết không, ta thèm có một gia đình bình thường, đủ cha đủ mẹ. Cha ta không thương ta, ông ấy chỉ cần thiên hạ mà thôi. Người có biết vì sao ta luôn tỏ ra kiêu ngạo không?" Trùng Thiên không nói gì. Gã cười như khóc: "Thuở nhỏ ta hiền lành, cha ta coi thường ta, chửi ta là đồ vô dụng, không có phong thái của bậc cường giả, không xứng đáng là con Định Động Chúa đất Mi Sơn. Các thuộc hạ của ông ấy cũng coi thường ta già mặt. Ta hận, ta đã tìm mọi cách dần đưa chúng vào chồng. Có kẻ bị ta giết, có kẻ phải quỳ xuống cầu xin ta tha mạng. Từ đấy về sau, không ai dám hạ nhục ta, cho đến khi ta gặp ngươi. Bạn huynh đệ, ta gọi ngươi như thế có được chăng?" Trùng Thiên gật đầu. Định Thành Lai lúc này đã hơi choáng choáng. Gã lè nhè nói: "Huynh đệ, ngươi là người đầu tiên ta gọi như thế. Đời họ Định này thực cô đơn, gia đình không, bạn bè không, người thương cũng không. Xem ra ngươi còn may mắn hơn ta. Ngươi có một người để hy vọng, để mong chờ. Còn ta chẳng có gì cả. Thứ ta có chỉ là cái danh hão, à những nỗi bi phẫn." Trùng Thiên giọng hơi trầm biếm: "Ngươi tự cao tự đại, ai dám kết bạn với ngươi? Ngươi chuyên ức hiếp phụ nữ, thì ai thương nổi ngươi?" Định Thành Lai cười ngặt nghẽo: "Vì ta hận đàn bà. Ngươi biết không, ta từng thương một người con gái. Cả hai hứa hẹn rất nhiều, thế nhưng người đó vì vinh hoa phú quý mà rời bỏ ta. Ha ha, à làm sao biết ta là thiếu chủ của Thiên Mộc Động, là hai tử duy nhất của võ lâm Trung Nguyên Tam Tuyệt Định Thần Châu. Lúc ả biết thân phận thật sự của ta, lại muốn quay lại, ta khinh. Bạn huynh đệ biết không, ta thề rằng bất cứ nam nhân nào đến gần ả đều phải chịu kết cục thảm khốc." Trùng Thiên mặt hơi nhăn lại. Chàng hỏi: "Giờ nàng ta ra sao?" Gã đáp: "À chết rồi, buồn bã mà chết." Trùng Thiên thở dài: "Định Thành Lai, người đã sai,
À, đi quá xa rồi. Gã nói, không, ta không sai. Ta chỉ sai một thứ duy nhất, là hy vọng, tin tưởng và yêu ả quá nhiều. Mọi chuyện diễn ra tiếp theo như thế nào? Mời các bạn tiếp tục theo dõi tiếp tập 80 mang tựa đề Hết tình sình hận, nước đục thả câu.